đây là phong chứ mà cái này đây đây gõ vào đây gõ này gõ đây vào vào đây mua đây mua bây giờ làm lại nhá họ ba để hòa tấu nhá rồi bây giờ đề nghị là đàn nghiêm túc được là mất mặt thầy nè. Các cô gái học trò đang thử đàn xem tốt không? Nhanh này. Rất là thích đàn. Nhanh, ăn kiếm chứ này chậm nữa. Anh đang nghe các em đánh anh. Dạ nhưng mà mình cùng phối hợp với anh. Yêu đang ngồi chốt đơn đó. Phan Diễm đang ngồi chốt đơn đấy cả nhà. Chốt được nhiều đơn chưa Diễm? Dạ nhiều đơn rồi thầy ơi. Nhiều đơn rồi. Đây kia mới là nhà vệ sinh này. Ôi. Diễm đang chốt đơn này. Xa vời vượt mười non chín sông người ơi có đào nở rộ có mận chín đây ong ánh mật ong thơm ngạt ngào cả bản lan sông giữa trời mây người ơi đã yêu thì xa mây núi cùng qua ơi dùng tiếng đàn bắc cầu anh tới nhé lấy tiếng lượn dắt lối người thương sang hồi tung còn năm nào em có nhớ ánh mắt nhìn cho tình ngẩn ngơ vì nòng ơi đường cái quan dẫn tới bàn em được lát bằng đã xanh núi biển từng bầy chim lượn hót liu lo hơi hoa hãy ngắm nhìn càng chỉ các em mình bắt dòng sông ngược núi về mương nước trong xanh dịu mát dòng nước tới mương cao để ngô khoai xanh tốt dòng nước tới cánh đồng để hạt lúa thêm bông dòng nước tới bờ mương để đàn em câu cá rồi
dòng nước tới nhà sàn để anh đón em về Hà Giang. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.